Chào các bạn, nếu như bạn đang đau đầu khi tìm kiếm một âm ly tích hợp để điều trị cho cặp loa khó tính của mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một âm ly tích hợp DAC NEM Unity Atom, là thiết bị chơi nhạc số được biệt danh là đẹp cả thanh lẫn sắc. Có thể là bạn chưa biết, NEM là hãng âm thanh được thương hiệu xe siêu sang Bentley tin tưởng chỉ định thiết kế lắp đặt hệ thống âm thanh trên các mẫu xe của họ, cũng thuộc dòng Unity quen thuộc, nhưng là sản phẩm mới ra mắt hồi năm ngoái của NEM, một nhà sản xuất thiết bị high-end nổi tiếng của Anh Quốc, đã có sự đột sắc hoàn toàn về kiểu dáng, tính năng. Dòng âm ly tích hợp DAC NEM Unity Atom mang đến cơ hội tiếp cận một nhạc số theo cách dễ dàng nhất cho người dùng, kể cả các audiophile hay là nhóm khách hàng gia đình, những người muốn được nghe nhạc chất lượng tốt theo cách tiện lợi nhất có thể. Có thể gọi đây là thiết bị truyền dẫn nhạc số all-in-one. Và người em út Unity Atom sẽ là lựa chọn vừa vặn nhất cho các không gian giải trí vừa và nhỏ. Vẫn là form vuông vắn, giản dị với lớp vỏ ngoài bằng nhôm phay, màu xám lạnh lịch sự. Unity Atom có kích thước vừa vặn như là một chiếc hộp đựng giày và trọng lượng chỉ 7kg. Mặt trước thì có màn LCD màu 5 inch, các phím chức năng cơ bản, cổng USB và headphone. Trong khi đó thì logo của hãng nằm khiêm nhường ở phần chân đế, nhưng vẫn hết sức nổi bật, đúng với tinh thần lặng lẽ tỏa sáng từ hàng chục năm qua của NEM. Phím chỉnh âm lượng được thiết kế cỡ lớn trên nóc máy cực kỳ bắt mắt với đường nét tinh xảo. Âm ly tích hợp nguồn phát DAC Unity Atom được thiết kế để trở thành trung tâm của hệ thống giải trí trong gia đình. Tất cả những gì người dùng cần là phối ghép nó với một cặp loa tương xứng. Nó cũng là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn cho những ai đã, đang và sẽ chơi âm thanh nhạc số chất lượng cao. Xu hướng thưởng thức âm nhạc là tất yếu và không thể thay thế hiện nay. Nếu đã có kho nhạc số khủng lưu trữ trong ổ cứng, chỉ việc kết nối với máy qua cổng USB phát bằng phần mềm mà các kỹ sư của NEM Audio viết riêng cho Unity All-in-One, và điều khiển thông qua ứng dụng miễn phí NEM App dành cho các thiết bị cầm tay chạy hệ điều hành iOS và Android. Nhưng bên cạnh đó thì người dùng có bao nhiêu nguồn âm thanh Unity Atom cũng có thể xử lý được trọn vẹn với nhiều đầu vào, ví dụ như là một cổng RCA, ba cổng digital, trong đó có hai optical và một coaxial, một cổng HDMI với chức năng ARC dành cho TV. Không quá khó khăn khi mà biến cả dàn âm thanh của bạn thành hệ thống loa sau ba qua chiếc điều khiển TV bé nhỏ. Máy cũng có hai kết nối không dây thời thượng hiện nay, đó là AirPlay dành cho các thiết bị Apple và Bluetooth 4.2 chuẩn AVX HD. Chưa kể đến tích hợp luôn cả Google Chromecast, đồng nghĩa với việc là người dùng có đến 3 lựa chọn khác nhau khi muốn nghe nhạc số ngay từ smartphone, máy tính bảng, laptop mà không cần phải chạy dây lòng ngoằng trong nhà bạn. Trong 3 kết nối này thì Google Chromecast cài đặt phức tạp hơn một chút, nhưng lại chiếm ưu thế vượt trội vì nó hỗ trợ đến độ phân giải 24bit 192kHz. Và Unity Atom cũng hỗ trợ hai dịch vụ nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng nhất hiện nay, đó là Tidal và Spotify. Chưa kể đến Internet Radio. Đúng là với thiết bị này thì người dùng không còn cần gì thêm nữa ngoài việc kết nối và thưởng thức rất là dễ dàng và tiện lợi với cả những người không phải là dân chơi âm thanh. Các kỹ sư của NEM Audio cũng đã trang bị cho Unity Atom một con chip DAC cao cấp Verbrowl PCM1719A, độ phân giải lên đến 32bit 384kHz, đồng thời hỗ trợ luôn cả DSP 64 tương thích với mọi định dạng âm thanh phổ biến nhất hiện nay. Mặc dù công suất khá là khiêm tốn, chỉ 40W một kênh, nhưng do dòng da rất ổn định nên Unity Atom còn điều trị được những cặp loa cứng đầu như là ATC SCM7 hoặc là SCM9 một cách dễ dàng như các chuyên gia của Watt Hi-Fi đã tiến hành thử nghiệm. Tuy nhiên, theo những kinh nghiệm riêng thì Unity Atom sẽ phù hợp hơn với những cặp loa nhẹ gánh như là Audio Vector QR1 hoặc là Cat LF50. Không chỉ vừa vặn về công suất mà phối hợp mà chất tiếng cũng rất là tốt. Rất khó tin
chỉ với công suất 40W Class AV mà Unity Atom có thể chơi đĩnh đạc ở mọi thể loại âm nhạc, từ jazz đến pop, từ hip hop sang R&B, từ rock đến cổ điển, với không gian độ động và kết cấu chặt chẽ như những âm ly high-end 100W trở lên. Kiểm tra nhanh chất lượng trình diễn của Unity Atom với loa Buxell Audio Vector QR1 sử dụng dây loa Audio Vector Zero Compress Super, nguồn nhạc trực tuyến ở chuẩn CD 16 bit, 44.1 kHz từ Tidan qua kết nối không dây Airplay. Có thể nhận ra ngay rằng là Unity Atom mang đến một sự cân bằng rất đẹp đẽ, dễ dàng làm hài lòng người nghe ngay từ những lần thưởng thức đầu tiên. Everybody needs a little time away, I heard him say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. Hold me now, it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. Unity Atom không có nhược điểm trong tầm giá, là một lựa chọn xuất sắc cho cả người mới chơi âm thanh, các audiophile lâu năm muốn bước sang lĩnh vực nhạc số, hay là nhóm khách hàng gia đình bình thường. Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn về mẫu âm ly Unity Atom này bằng cách comment ở dưới video, và đừng quên like và subscribe cho chúng tôi có động lực làm các video.